Cơ sở đồ gỗ Minh Chí xin kính chào toàn bộ khách hàng đã review những sản phẩm đẹp của cơ sở chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý khách hàng review một bộ ấm trà gỗ chắc và một chiếc khay trà gỗ chắc để chúng ta lựa chọn cho không gian thưởng trà cũng như là chọn lựa cho không gian phòng khách của quý vị được một bộ bàn trà ưng ý cũng như là một chiếc khay trà đẹp và sang trọng. Thì trước mắt quý vị đây là một bộ ấm trà được làm bằng chất liệu gỗ chắc quý vị ạ. Đó, quý vị cùng xem này. Được thiết kế hợp lý và cân đối. Đây là phần nắp của chiếc ấm trà này thì cũng được cơ sở chúng tôi là hoàn thiện bằng gỗ quý vị ạ. Đó, một chiếc ấm trà xinh xắn và nhỏ nhắn kết hợp cùng 6 chiếc cốc cũng được làm trên chất liệu gỗ chắc quý vị ạ. Đó, quý vị cùng xem chi tiết mặt trên mặt dưới của chiếc cốc này thì đều được tiện cũng như là vét làm sao để nên một chiếc cốc ưng ý nhất và nhỏ nhắn cũng như là xinh xắn thì quý vị có thể rót trà hoặc quý vị có thể trưng bày ấm trà này trên một chiếc bàn, bàn như bàn ghế chẳng hạn thì quý vị có thể thấy sự sang trọng cũng như là tinh tế. Và đây là một chiếc khay trà và một chiếc khay trà được đục chạm triện theo lối Huế quý vị ạ. Một chiếc khay trà triện dắt được làm là hoa văn cực kỳ là tỉ mỉ từ phần chân cũng như là phần mặt thì đều được làm rất là trau chuốt. Thì sau đây thì tôi sẽ cho bộ ấm trà này vào chiếc khay trà này một cách là vừa vặn và cân đối nhất để quý vị sưu tập được một bộ ấm trà đẹp trưng bày để tiếp đối tác cũng như là giới thiệu cho bạn bè. Đó, quý vị có thể ngửa cốc lên trong lòng chiếc khay trà này. Và combo bộ khay trà ấm trà gỗ chắc này thì được cơ sở chúng tôi bán giá là 3 triệu quý vị ạ. Với giá thành hợp lý. Và cơ sở chúng tôi sẽ giao hàng và ship tận nhà cho quý vị. Một chiếc khay trà này thì với kích thước là dài 30 và rộng 18 quý vị ạ. Một kích thước vừa vặn. Là một món quà sạch tay để quý vị tiếp đối tác cũng như là dành tặng, là một quà tặng cho quý vị, người thân cũng như là đối tác quan trọng. Đó, quý vị cùng xem chi tiết mà tôi đang quay một cách rất chậm lại để cho quý vị cùng xem về nét đục chạm trên chiếc khay trà này. Đó, quý vị cùng xem này. Chi tiết là đục chạm này hình tượng là chạm theo nồi Huế quý vị nhá. Và hình tượng chân quỳ này thì được làm mềm mại và chắc khỏe. Thì sau đây tôi sẽ đi vào review chi tiết phần hoa văn được chạm là hình tượng là hoa văn hoa là tây. Phần dưới rĩu thì được cơ sở chúng tôi là vanh thủng, phần trên là được đục chạm nền. Thì tôi sẽ quay xa hơn cho quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đó, quý vị cùng xem này. Chi tiết cũng như là màu sắc của bộ bàn trà, bộ khay trà ấm trà.